Now, before listening, you look at the picture. Who are they in the picture? Who are they in the picture? Again. Who are they in the picture? Quang đăng, please. Emma father. Okay, excellent. In the picture is Emma and her father. Now you make question and answer with five information: age, job, where work, time, home, support, play. 1, 2, 3, 4, and 5. Now you based on the information, you make question and answer and write down in your notebook, please. Bây giờ các bạn hãy dựa vào năm thông tin trong bảng thông tin về bố của Emma. Hãy đặt câu hỏi và trả lời cho bức tranh trên. Vậy bây giờ cô sẽ cho các bạn dựa vào cách này, các bạn phải ghi vào vở cái đề. Chúng ta viết câu hỏi và câu trả lời. Sau đó chúng ta chụp lại bài viết của mình, gửi để cô chấm. Bài này chúng ta làm trong vòng tối đa là 10 phút. Làm tối đa 10 phút. Có những cái phần chuẩn bị để nói đúng không? Người ta viết như thế nào? Cô ấy, em không chụp được mẹ em đi ra ngoài. Cái gì em? Em không chụp được cô ấy với mẹ em đi ra ngoài. Được thì em đánh máy thôi. Đánh máy gửi tin nhắn trong hộp chat. Đúng 8 giờ 32 phút đã, tất cả phải xong rồi. Bây giờ mời các bạn làm bài. Now to student, you read the dialogue again. Giá phụ is A and Huế is B. Read the dialogue again. Giá phụ A, you read A. Dear teacher, what is Emma's father's age? How old is Emma's father? Huế answer. Okay. Cao Trang answer the question. Read the answer. Dear teacher, he is 29. 30, 39. 39. What does he do? He is a doctor. Where does he work? He work in hospital. What time does he leave home? He lives. He leave home at 7, half past 7. What sport does he play? He play tennis. Okay, thank you, quite good. Ta chú ý cho cô cái chỗ này này. Đây, những cái chỗ này thì chúng ta phải cân nổi nhé. He works in the hospital. Khi trong câu chúng ta đọc liền nói thì chú ý kết thúc bằng phụ âm, bắt đầu bằng nguyên âm là chúng ta nổi vào. Okay, yeah, so and today we come to a new lesson. To listen to you fly for chat 3. I have you 28 new words. Now you write down in your notebook. Để phục vụ cái phần nghe của phần Flyer for Test 3 thì cô có 28 từ vựng ở đây. Mời các bạn chúng ta hạ tay xuống và ghi từ vựng vào vở. Khi nào ghi xong, chúng ta giơ tay lên. Now repeat after me, please. Planet, planet, club, club, rucksack, rucksack, prefer, prefer, thought, thought, soap, soap, chocolate, chocolate, diary, diary, balcony, balcony, mirror, mirror, freeze, freeze, bat, bat. Cái từ này nó có hai cách đọc, hoặc đọc thành e bẹp hoặc đọc thành a dài. Nếu theo tiếng Anh ta đọc là bat,
Tiếng Anh Mỹ ta đọc là bath, cách nào cũng được. Shower, shower. Circuit, circus. Jam, jam. Tease, tease. Glove, glove. Will, will. Surname, surname. Husband, husband. Wife, wife. Untidy, untidy. Full, full. Cooker, cooker. Tới cái từ cooker này á thì nhiều bạn rất là nhầm, rất hay nhầm. Hay nhầm ở chỗ là nó cứ có đuôi er, là các bạn cứ nghĩ đó là đầu bếp. Bởi vì ví dụ teacher là giáo viên có er đúng không? Worker có er là công nhân. Farmer có er là nông dân. Rồi là driver là tài xế. Rồi là runner là người chạy, swimmer, người bơi vân vân. Rồi thì đến cooker. Thì rất nhiều bạn nói là my mother is a cooker là sai. Không thể mẹ tôi là một cái nồi cơm điền được, nồi cơm được. Mà bây giờ muốn nói mẹ tôi là một đầu bếp á thì vứt er đi, sử dụng từ cook luôn. Cái từ cook nó vừa là động từ vừa là danh từ. Nếu động từ là nấu ăn, còn nếu danh từ vẫn là từ đầu bếp. Còn khi thêm er lại thành nồi cơm, nên đã chú ý chỗ này nè. Chứ không sau này đặt câu với là viết trong bài văn ấy là ta sử dụng sai từ này mất. Excellent, excellent. Charisma, charisma. Excellent. Cooker, full. Untidy, untidy. Wife, wife. Husband, husband. Surname, surname. Will, will. Glove, glove. Cheese, cheese. Jam, jam. Circus, circus. Shower, shower. Bat, bat. Freeze, freeze. Mirror, mirror. Balcony, balcony. Diary, diary. Chocolate, chocolate. Soap, soap. Thought, thought. Prefer, prefer. Rucksack, rucksack. Club, club. Planet, planet. Now you read by yourself on the new word. Which word you can read? Write the number in the test box, please. Quickly. 3 minutes for you. Ta luyện đọc to từ. Và từ nào không đọc được, chúng ta viết vào trong hộp chat của thầy hỗ trợ. Number six, soap. Oh, soap. Soap. Oh, soap. 20, 25 and 28. 20, will, will. 25, full, full. 28, Christmas, Christmas, Christmas. And number 10, mirror, mirror, mirror. Number 24, untidy, untidy, untidy. Number 6, soap, soap. Number 14, number 14, circus, circus, circus. Circus. And who can read the new word you say why in the chat box, okay? Đăng please. Planet, club, rucksack, prefer, torch, show. Chocolate, diary, balcony, mirror, fridge, bath, shower.
Circus, bread, jam, cheese, rucksack, glove, wave, surname, husband, wife, untidy, full, cooker, excellent, Christmas. Okay, excellent. Number 19 and 22. You should read again. 19, glove, not glove, glove, glove. Number 22, husband, husband, not husband. Okay. And Hoàng Phúc, please. Planet, club, rucksack, river, church, shirt, chocolates, diary, balcony, mirrors, fridge, bath, shower, circus, rest, jam, cheese, glove, ways, surname, husband, way. Untidy, full, cooker, excellent, Christmas. Okay, good job. Now, number 19, you should read again. 19, glove. Cô vừa điều chỉnh đứng trước mà. Cứ đọc glove là sao? Glove, glove. 23, wife, wife. Chú ý bật âm đuôi. 27, not excellent. Egg, excellent, excellent, excellent. Văn quyết read please. Dear teacher, planet, club, rucksack, prefer, torch, soap, chocolate, diary, balcony, mirror, fridge, bed, shower, circus, bread, jam, cheese, glove, well, surname, husband, wife, auntie, full, cooker, excellent, Christmas. Okay, good job. Not treatment. Charisma. Charisma. Nguyễn Huyền, please. The teacher, planet, club, rucksack, prefer, throat, soap, chocolate, diary, balcony, mirror, freeze, bath, shower, circus, bread, jam, cheese, glove, wall, surname, husband, wife, auntie, full, cooker, excellent, Christmas. Okay, excellent. Number 24, you should untidy. Untidy, untidy, untidy. Chú ý phần trọng âm. Bảo Anh, please. Planets, glove, rucksack, prefer, torch, soap, chocolate, diary, balcony, mirror, fridge, bath, shower, circus, bread, jam, cheese, glove, well, surname, husband, wife, untidy, full, cooker, excellent, Christmas. Okay, excellent. Good job. Now on class, you repeat after me once more time. Planet, club, rucksack, prefer, pot, soap, chocolate, diary, balcony, mirror, fridge, bed, shower, circus, bread, jam, cheese, rucksack, glove, will, surname, husband, wife, untidy, full, cooker, excellent, Christmas. Now I would at home you practice reading all the new words
After that, you make your video and post for me. Về nhà chúng ta luyện đọc những từ này, luyện thật kỹ, rồi sau đó chúng ta quay video gửi để cô điều chỉnh cách đọc cho các bạn. Thì ở lớp thì mỗi lần như vậy chỉ được 5-6 bạn đọc thôi. Bây giờ cô sẽ kiểm tra cái phần phát âm của các bạn đã chuẩn chưa, rồi cái việc nhận biết trọng âm từ của các bạn như thế nào, thì chúng ta sẽ làm bài tập sau. Pronunciation and stress. Pronunciation là phát âm, stress là trọng âm. Ba câu đầu tiên này là bài tập phát âm, hai câu sau này là bài tập trọng âm. Đối với phần phát âm thì nhiệm vụ như sau: khoanh tròn đáp án, có phần gạch chân, phát âm khác với những từ còn lại. Còn câu 4 đến và câu 5 là khoanh tròn đáp án, có vị trí trọng âm từ khác với những từ còn lại. Và bài này chúng ta làm trong vòng 10 phút. Vậy bây giờ là 22 thì đến 32 là chúng ta phải kết thúc rồi. 35 đi, cho 13 phút. Để chúng ta đứng con phần trọng âm cũng hơi khó hơn đúng không? 10 13 phút, cho làm 13 phút. Vậy là 22 là đến 35 là xong. Mở quan hà tải xuống và chúng ta viết bài làm vào vở, phải viết đầy đủ. Rồi chúng ta phân tích làm. Câu số 1 bạn nào làm và đọc được mời giơ tay lên. Ai không làm được hạ tay xuống. À, những bạn làm được, phát âm được mời giơ tay lên. Mời bạn Khánh Chi. Câu số 1 em chọn là bạn nào? Teacher, em cho nó bắn để À đi, vậy đáp án đi đọc cái nào? husband À, husband. husband Rồi, đáp án ấy đọc cái nào? planet À, planet. Đáp án B đọc nào? bed À, bed. Đáp án C đọc nào? yeah. À, jam. Ok. Vậy là A, B, C. Chúng ta phát âm thanh E bẹt. E. Vừa đọc giống E, vừa đọc giống A. Nó quyền về lại với nhau các bạn ạ. A, planet. A, bed. A, jam. Còn đáp án D, cái chữ cái A đó phát âm thanh ơ. Husband. Husband. Đây. Ở chỗ này thì nhiều bạn nhầm với đáp án B. Cái đáp án B này thì thực chất khi phiên âm ra thì nếu tiếng Anh thành e bẹt, tiếng Anh Mỹ thành a. Nhưng nó vẫn cứ có điểm rộng với hai cái đáp án C và D này. Còn ở đấy chỉ có ơ thôi. Mà ở đấy phải là A, B, C đều có điểm chung là e. Còn lại là khác là ơ. Câu số 2. Nào, number 3. Number 3, Phương Dung, please. The teacher in letter D. D, can you read D? Circuits. Circus. Now C. Cloud. Club. B. Husband. Husband. And A. Rucksack. Rucksack. Okay. Một số bạn đọc ở đấy là husband đến sai đấy cũng phải hơ đó. Husband. Rucksack. Và club. Vậy ba cái đáp án A, B, C thì chữ cái U phát âm thành nguyên âm đơn ngắn là a. Còn ở đáp án D thì chữ cái U phát âm thành nguyên âm đơn ngắn là a. Circuit. Circuit đấy không có ớ các bạn này, nhưng ở chữ ý mới cả chữ r này này ở giữa tư á, thì thành ơ dài nên ta đọc dài hơn. Circus. 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 Ok, nào number 3. Number 3. Ok. Number 3. Number 3 mời bạn Minh Châu. Minh Châu please. Em cho anh đáp án giấy. Đi. Can you read đi? Tart, beet, cheese, Christmas. Ở đây là Christmas. Đây là cheese, ở đây là beach và ấy là thought.
Nhiều bạn đọc ở câu A với câu B này này, khi đọc từ mà bị nuốt mất âm đuối thì sẽ không tìm ra được cái đuôi đọc như thế nào đâu. Nên là ta chú ý cái âm đuôi là phải đọc triệt để. Ở đây đọc là thought, thought. Ở đây đọc là beat, beat. À, còn câu C đọc là cheese. Âm đâu thì nó dễ rồi, nó rõ rồi. Cheese. Và ở câu D, từ này ta đọc là c, Christmas, Christmas. Vậy đáp án D là khác. Câu số 4 và số 5 là trọng âm. Mời bạn hãy tìm vị trí trọng âm của câu số 4 và quyết định đáp án đúng là đáp án nào. Mời bạn Hải An. Number 4. Yeah, teacher, is letter À, A. Trọng âm của câu A là âm biết mấy? A. Em tôi cậu là trong âm thứ hai. À, âm thứ hai, đúng không? Em chưa vào đâu mà biết được. Yeah, em phát âm Rồi, viết phát âm thế bên nào? nào? Phát âm thế Prefer. nào? À, prefer. Vậy thanh ngang ở âm tiết 2. Nên trọng âm rơi vào âm tiết 2. Câu B, trọng âm rơi vào âm tiết mấy? Dạ, âm tiết thứ nhật. À, đọc thế nào? Mirror. À, mirror. Vậy đã thấy âm ngang rơi vào âm tiết 1. Nên trọng âm rơi vào âm tiết 1. Câu C là trọng âm rơi vào âm tiết mấy? Dạ, âm tiết màu đó. Rồi, đọc thế nào? Circuit. À, circus. Vậy ta thấy thanh ngang rơi vào âm tiết 1, trọng âm rơi vào âm tiết 1. Cô dễ đọc nào? Rucksack. À, rock set, rock set. Và ta cũng thấy thanh ngang rơi vào âm tiết 1, nên trọng âm rơi vào âm tiết 1. Và từ đấy ta kết luận đáp án A là trọng âm rơi vào, à, câu 4 đáp án là A. Chứ nhiều bạn đọc cái từ này sai này, nhiều bạn cứ đọc từ này là prefer, là sai. Mà đây phải đọc là prefer, prefer, prefer. Đấy. Mirror, mirror, circus, circus, rucksack, rucksack. Nên khi chúng ta đọc vân điều đúng, phát âm đúng thì chúng ta sẽ làm bài phát âm và trọng âm rất tốt. Câu cuối cùng. Câu cuối cùng. Mời bạn à. Nhưng bạn khác nhân vật khác nữa đó. Mời bạn Huyên Trang đó. Em chào đào bạn nào. Cô nào em cho nó ăn xế À, đáp án C, trong âm rơi vào âm tiết mấy? đọc ấm lên âm tiết thứ hai Rồi, em đọc thế nào? untidy. À, untidy. Vậy là huyền ngang huyền. Trọng âm rơi vào âm tiết 2. Rồi, cô ấy, trọng âm rơi vào âm tiết mấy? Âm tiết một Rồi, đọc thế nào? balcony. À, balcony. Ngang huyền Excellent. huyền. Đúng không? Vậy ở đây là rơi vào âm tiết 1. Cô bé đọc cái nào? Excellent. À, vậy ở đấy trong âm rơi vào âm tiết mấy? Âm tiết một. À, âm tiết 1. Excellent, excellent. Vậy âm tiết 1. Ở đấy đọc cái nào? Chocolate. À, chocolate. Ở đấy có hai âm tiết thôi. Chocolate. Và ở đấy là trong âm rơi vào âm tiết 1. Chocolate. Vậy 1, 1, 2, 1. Vậy trong âm sẽ rơi. À, cái đáp án khác là C. Đấy. Ok. Vậy ở đấy, one is D, two is D, three is D, and four is A, and five is C. Qua kiểm tra phần này thì có thể đa số lớp chúng ta làm rất là tốt, chứng tỏ phát âm và cái cách thẩm âm chúng ta rất tốt. Em sai hai câu. Ồ, em sai hai câu à? Hai câu thì 6 điểm. Rồi, thật thà là tốt. Nó, cô chậm đi thấy cô một câu sai. Now you use all the vocabulary to listen to the test. Part 2. Now, part 2. Listen and write. Listen and complete the information with the topic planet Art Club, on night, birthday, 15, attract, street, 26 street, and here's the name, prefers to come on, starting on April
thing to repair and teach. Vậy bây giờ các bạn mời các bạn viết cái bài tập part 2, bài tập nghe part 2 vào trong vở. Và qua cái bài này thì chúng ta sẽ nghe và hoàn thành thông tin. Ta hoàn thành thông tin với cái chủ đề đó là Planet Art Club, câu lạc bộ nghệ thuật về hành tinh. Và ta điền thông tin từ số 1 đến số 5 là Unite Birthday, cái tên nhân vật là Unite. Có ngày sinh nữa là 15, ngày 15 tháng mấy, ngày thì sau đó sẽ có tháng. Ta thì dự đoán được trước, ta thì nhìn ra được thông tin đúng không? Vậy bây giờ ta phải nghe cho được cái tháng mấy ở đấy để chúng ta điền vào. Address 26 Street, địa chỉ thì đường số 26, về tên của đường là gì? Nếu cái tên của đường này mà dễ, ví dụ như là green, rồi black, rồi yellow hay gì gì đấy, dễ thì người ta sẽ không đánh vần. Nhưng nếu cái tên đường nó mà khó, người ta sẽ đánh vần chữ cái. Vậy ta phải thuộc được cách đánh vần chữ cái để mà ghi tên vào. Prefer to come on, thích đến vào vào thứ mấy trong tuần. Thì ta nghe được thử trong tuần ở đây là thứ mấy người ta muốn đến hơn. Rồi starting on April, vậy cái chương trình này sẽ bắt đầu vào ngay mấy của tháng tư. Vậy ở đằng sau này ta phải nghe cho được ngay. Và nhớ cho cô này, nếu mà khi nghe ngay á thì người ta phải dùng số thứ tự. Nếu mà ngay mùng 1 thì đấy là first. Nếu mà ngay mùng 2 thì là second. Nếu ngay mùng 3 sẽ là first. Nếu ngay mùng 4 sẽ là, ở đây là đi này, third, fourth. Đấy. Rồi mùng 5, mùng 6 gì đấy, ta phải có cuối cùng đó, mùng 5, fifth. Ta dùng số thứ tự chứ không dùng số điểm ở đây. Favorite thing to paint. Những cái thứ yêu thích để mà sơn màu lên thì có cái gì đó và cheese. Cái gì đó và cheese. Thì ta nghe có thể là hóa hay là cái gì hay bất kỳ cái gì đó. Thì ta nghe và điền thông tin vào. Mời cả lớp chúng ta hạ tay xuống và ghi nội dung bài vào vở. Khi nào ghi xong thì mời các bạn giơ tay lên. Cái phần này cũng muộn rồi các bạn ạ. Cái này cô cho bài tập về nhà luôn nhé. Bài tập về nhà luôn. Về nhà chúng ta có hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là đọc từ vựng và quay video. Nhiệm vụ thứ hai là chúng ta hoàn thành cái bài nghe này và chụp gửi cho cô. Có hai con điểm. Tôi gửi bài luôn. Hôm nay ta có mấy con điểm cả lớp? Bà À, ba con điểm, ta ghi nhớ điểm nhanh để tí cô gọi đến tên ai chúng ta gửi điểm luôn. Chúng ta đọc điểm luôn. Homework này. Bài tập về nhà. Gửi file nghe. Layer 4, battery, ba bài, à ba con điểm. Bảo anh một rồi văn quyết, Bài mơ mơ của à bảo rồi 10 10 văn quyết. tặng mười mười của Rồi Khánh Chi, bà cũng mơ của
Nguyễn Huyên. À, con mơ của ông. Ba con mười à? Cậu ơi, xài câu đi cậu ơi. Ừ. Hai án mấy em? Giá tạm 90. Tạm 90. Rồi, cao tháng. Chúng tạm về 20. Tạm 12-30. Lý Binh. Tạm về 20 của ạ. Rồi. Thanh tra. Tạm về 20 của ạ. Rồi. Hoàng Huệ. Tạm 90 của ạ. Tạm 90. Phương Thảo. 30 của Kiện Văn. 10 10 là một cái chữ Chưa chậm một ngày nắng à, đừng 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 chưa gửi video đúng không à, chưa gửi phần chụp cuộc lắm. 10 tạ 10 18 được một bài một được Quỳnh Chí 10 Nghị có à, 10 tạm 10 à. Rồi, Quang Đăng. 10 tạm 6 vợ. 10 tạm 6. Hoàng Phúc. 80 10 có. Nào. Phương Nguyên. Tạm 90 có. Nguyễn Hoài. 90 mươi ạ. Hữu Thủy. Tạm 10 10. Nhật Trạng. Tạm tạm 10. Mai Chí. Tạm 90 có. Huyên Trang. Chị Huyên mười Trang mười 90 10. Thùy Dương. à, chín mười có. Phương Dung. Chín mười mười có. Tuấn Kiệt. Tám sáu mươi có. Rồi, Hoài Thương. 21 tạm. Bảo Lâm. 21 sáu. Ngọc Anh. 29 10 có. Giá Phụ. 8 9 10 có. Kim Châu. Giá 6 tạ 10. Anh Khoa. 18 hả. Trà Mỹ. Trà Mỹ này có việc đột xuất. Minh Châu. 6 70 có. Rồi. Tuấn Anh. Tuấn Anh này cũng có việc phải ra trước. Time is up. Goodbye. See you again. Have a happy Christmas. Bye teacher. Ừ. Bye teacher. See you again.